da dấp thanh lý. Con này là nguyên con da dấp sát gin 100% thanh lý một chỗ của Cà Mau. Da dấp thanh lý, con này là thanh lý số khung số máy theo biển số. Con này là thanh lý xịn một chỗ của Cà Mau, là nguyên cái xác da dấp zin luôn nha, chứ không phải là dạng như xe dọn hay xe dựng nha mọi người. Cái này chẳng qua là mình chỉ vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài thôi, là máy ngon về chơi thôi. Còn bên cửa hàng bán thì luôn luôn có ký mua bán công chứng ủy quyền kèm hợp đồng cửa hàng bao xe 1-1 cho mọi người, bao quay đầu cho khách khi chơi chán. Nên anh em nào mà đam mê da dấp quá mà chưa có dư thì mình chơi những con này xong rồi có thời gian mình có tích góp dư thì mình đổi những con sang tên nha mọi người. Rồi anh em cảm thấy hợp nhãn thì liên hệ mình nha, con này máy rất ngon nha mọi người, về là chơi thôi.